Chiều ngày 25 tháng 1 năm 2018, một cuộn thép nặng hàng chục tấn đã bị đứt xích lăn tự do khi xe đầu kéo thắng gấp. May mắn là sự cố không gây thương vong về người. Theo thông tin ban đầu, khi đó là khoảng 14 giờ, xe đầu kéo biển số 51C39654 chở theo cuộn thép nặng gần 20 tấn chạy trên xa lộ Hà Nội hướng từ cầu Rạch Chiếc về ngã tư Thủ Đức. Khi đến ngã tư RMK, phường Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, tài xế cho xe thắng lại để chờ đèn đỏ thì bất ngờ cuộn thép bị đứt xích, trôi tự do trên rơ móc rồi tông vào cabin xe đầu kéo. Sự cố làm cho phần cabin xe đầu kéo bị hư hỏng, móp méo. May mắn cuộn thép không rơi xuống đường. Lực lượng chức năng cùng xe cứu hộ đã đến xử lý hiện trường. Sự cố làm cho giao thông trên xa lộ Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.